Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn loạt bài hoàn toàn mới. Chúng tôi sẽ đưa các bạn khám phá những vụ án bí ẩn và ly kỳ nhất trên khắp thế giới. Từ những vụ án gây chấn động dư luận cho đến những câu chuyện chưa từng được giải mã. Mỗi tập trong chuỗi bài đọc này sẽ đưa các bạn vào những hành trình đầy kịch tính và gay cấn. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, tìm hiểu và suy ngẫm về những manh mối, nhân vật và diễn biến của từng vụ án, mở ra những góc khuất chưa từng được tiết lộ. Rất mong quý vị và các bạn đón nhận và góp ý cho bọn mình. Kênh Trùng Cuối TV sẽ luôn cố gắng tự hoàn thiện mình, đem đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Bọn mình rất mong nhận được sự ủng hộ và yêu thương của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, mời các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Ted Bundy, sát thủ IQ cao. Trong bóng tối mờ ảo của những năm 1970 tại Seattle, một nỗi kinh hoàng âm thầm lan rộng khắp vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Giữa những con đường mù sương và những góc khuất tăm tối, một bóng ma tàn ác mang tên Ted Bundy đã gieo rắc nỗi sợ hãi đến không biết bao nhiêu gia đình. Bundy không phải là một tên sát nhân bình thường. Hắn sở hữu vẻ ngoài bạch bào, trí tuệ sắc bén và khả năng quyến rũ đến khó tin. Đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó là một con quỷ khát máu, ẩn nấp trong bóng tối và chờ đợi thời cơ để ra tay. Những vụ mất tích bí ẩn, những xác chết đầy thương tích và nỗi đau tột cùng của người thân nạn nhân là bằng chứng không thể chối cãi cho tội ác kinh hoàng của hắn. Bundy là một bậc thầy trong việc che giấu danh tính và đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn thay đổi ngoại hình liên tục, di chuyển khắp nơi và tạo ra những vỏ bọc hoàn hảo để tiếp cận các nạn nhân của mình. Sự tinh vi và tàn nhẫn của Bundy khiến hắn trở thành một trong những tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm và khó lường nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn ác mộng mang tên Ted Bundy đã ám ảnh lực lượng cảnh sát trong suốt nhiều năm trời. Cuộc truy lùng hắn là một cuộc chiến không cần sức giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Mỗi manh mối, mỗi bằng chứng đều được xem xét kỹ lưỡng, nhưng Ted Bundy luôn đi trước một bước, để lại đằng sau mình những câu hỏi chưa có lời giải đáp và nỗi đau khôn nguôi. Bắt đầu từ tháng 1 năm 1974, một bóng ma kinh hoàng đã phủ lên khu vực Seattle, bang Washington. Hàng loạt vụ tấn công phụ nữ trẻ diễn ra với một mô típ đáng sợ. Đó là có một kẻ lạ mặt, đôi khi giả vờ bị thương và cần giúp đỡ, đột nhập vào nhà các cô gái vào đêm khuya, dùng gậy đánh họ bất tỉnh rồi thực hiện hành vi xâm phạm tình dục. Nỗi kinh hoàng lan rộng khắp cộng đồng, khi gần như tháng nào cũng có những cô gái trẻ mất tích một cách bí ẩn. Vụ tấn công đầu tiên được ghi nhận là ngày 4 tháng 1, nạn nhân là Karen Spark, một nữ sinh viên của Đại học Washington. Cô bị đánh đập bằng một thanh kim loại và bị tấn công tình dục bằng chính thanh kim loại đó, gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Spark may mắn sống sót nhưng bị tổn thương não vĩnh viễn. Tên tội phạm này không chỉ dừng lại ở những vụ xâm phạm ban đầu. Hắn ngày càng táo tợn và man dợ hơn, mở rộng phạm vi hoạt động và tiến tới những tội ác tàn bạo hơn, đó là giết người. Các nạn nhân của hắn thường là những cô gái trẻ, xinh đẹp và có học thức, khiến nỗi sợ hãi càng thêm sâu sắc trong lòng người dân. Các vụ mất tích diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, từ ký túc xá, căn hộ cho đến các con hẻm vắng vẻ. Mỗi vụ án đều để lại những manh mối mơ hồ, khiến cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1974, Linda Ann Hurley, một sinh viên Đại học Washington, đã bị bắt cóc khỏi phòng ngủ của cô. Bundy sau đó thú nhận đã cưỡng hiếp và sát hại Hurley trước khi vứt bỏ thi thể của cô ta. Điều đáng sợ nhất là kẻ thủ ác này không phải là một tên tội phạm tầm thường. Ted Bundy, cái tên sau này khiến cả nước Mỹ kinh hoàng, không chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, mà còn là một người đàn ông thông minh, có học thức và vô cùng quyến rũ. Sinh ra với cái tên Theodore Robert Cowell vào ngày 24 tháng 11 năm 1946 tại Burlington, Vermont. Bundy từng là một sinh viên luật đầy triển vọng và có mối quan hệ với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới chính trị. Vẻ ngoài lịch lãm, phong thái tự tin và khả năng ăn nói khéo léo đã giúp hắn dễ dàng tiếp cận và lấy lòng tin của các nạn nhân, khiến họ không hề nghi ngờ gì trước khi rơi vào bẫy của hắn. Sự thông minh của Bundy không chỉ thể hiện ở cách hắn lừa dối nạn nhân mà còn ở cách hắn trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Hắn liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm và thậm chí cả ngoại hình để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mỗi lần, cảnh sát tưởng chừng như đã đến rất gần với hắn, Bundy lại biến mất một cách bí ẩn, để lại đằng sau những dấu vết mờ nhạt và nỗi đau tột cùng cho gia đình nạn nhân. Cảnh sát đã rất khó khăn trong việc lần ra dấu vết của Bundy
vì hắn ta rất giỏi trong việc xóa dấu vết và không để lại bằng chứng tại hiện trường. Lucy Bundy, mẹ của Ted, đã khắc họa hình ảnh con trai mình trong ký ức là một cậu bé thông minh, chăm chỉ và luôn khao khát kiến thức. Trong lời khai đầy xúc động tại tòa vào tháng 7 năm 1979, bà chia sẻ: "Tôi và chồng tôi, John Bundy, luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của những bậc cha mẹ. Dù có thu nhập trung bình, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để nuôi dạy con cái mình trong một môi trường tốt nhất có thể." Ted lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình, được bao bọc bởi những giá trị truyền thống và những hy vọng tốt đẹp. Tuy nhiên, có một sự thật đen tối đằng sau bức tranh gia đình êm ấm này. Ted Bundy được sinh ra với cái tên Theodore Robert Cowell vào ngày 24 tháng 11 năm 46 tại Burlington, Vermont, là con ngoài giá thú của Eleanor Lucy Cowell. Trong 3 năm đầu đời, Bundy sống với ông bà ngoại, những người đã nuôi nấng cậu như con ruột để tránh sự kỳ thị của xã hội đối với trẻ em sinh ra ngoài giá thú. Bundy lớn lên trong sự lừa dối về nguồn gốc của mình, tin rằng ông bà là cha mẹ và mẹ là chị gái. Sự thật này chỉ được tiết lộ khi Bundy ở tuổi thiếu niên, gây ra sự tổn thương và oán giận sâu sắc trong lòng hắn. Ngay từ khi còn nhỏ, Ted đã bộc lộ sự quan tâm đặc biệt đến học vấn và luật pháp. Cậu ấy luôn ấp ủ ước mơ trở thành một luật sư tài ba. Ted không chỉ là một học sinh xuất sắc tại trường trung học Woodrow Wilson, mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1965, Bundy theo học tại Đại học Puget Sound trong một năm trước khi chuyển đến Đại học Washington để nghiên cứu tiếng Trung. Năm 1967, Bundy có mối tình lãng mạn với một bạn học cùng lớp tên là Diane Edwards. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã kết thúc vào năm 1968 sau khi Edwards tốt nghiệp và rời Washington đến San Francisco. Bundy đã rất đau khổ sau khi chia tay và đây được cho là một trong những bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý của hắn. Bundy đã theo đuổi Edwards đến California, nhưng mối quan hệ của họ tiếp tục đổ vỡ, khiến Bundy càng thêm tuyệt vọng và mất phương hướng. Những năm tháng tuổi trẻ của Ted dường như là một câu chuyện cổ tích về một chàng trai tài năng và đầy triển vọng. Hắn đã theo học tại nhiều trường đại học danh tiếng, tham gia vào các câu lạc bộ tranh luận và thậm chí còn tham gia vào các chiến dịch chính trị, làm việc cho chiến dịch tái tranh cử của thống đốc Daniel John Evans và sau đó là trợ lý cho Ross Davis, chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Washington. Không ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo và những thành tích đáng nể đó lại ẩn chứa một con quỷ khát máu, sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên bất cứ ai mà hắn gặp. Sự tương phản giữa quá khứ tươi sáng và hiện tại đen tối của Ted Bundy khiến người ta không khỏi bàng hoàng và đặt ra những câu hỏi dày dứt về bản chất thật sự của con người. Bundy có một mối quan hệ phức tạp và đầy biến động với Elizabeth Glover, người mà hắn đã hẹn hò trong suốt những năm tháng đại học và sau đó. Mối quan hệ này cùng với những tổn thương từ quá khứ được cho là đã góp phần hình thành nên nhân cách méo mó và những hành vi tàn ác của Bundy. Cảnh sát đã rất khó khăn trong việc lần ra dấu vết của Bundy, vì hắn ta rất giỏi trong việc xóa dấu vết và không để lại bằng chứng tại hiện trường. Tuy nhiên, những điểm chung giữa các nạn nhân như ngoại hình, độ tuổi đã cung cấp cho cảnh sát những manh mối quan trọng để lần theo dấu vết của tên sát nhân hàng loạt này. Năm 1974 đánh dấu bước ngoặt đen tối trong cuộc đời Ted Bundy khi hắn bắt đầu chuỗi hành trình tội ác kinh hoàng của mình. Những vụ tấn công phụ nữ trẻ diễn ra với tần suất dày đặc, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ cộng đồng. Bundy không chỉ đột nhập vào nhà các cô gái vào ban đêm mà còn bắt cóc họ ở những nơi công cộng như bãi biển đông đúc vào ban ngày. Với chiếc mặt nạ che giấu khuôn mặt thật và sự tinh quái trong hành động, Ted thường giả vờ bị thương, lợi dụng lòng tốt của các nạn nhân để tiếp cận họ. Hắn ta thậm chí còn mạo danh là một sĩ quan cảnh sát để dụ dỗ nạn nhân. Trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, gần như tháng nào cũng có những cô gái trẻ được báo cáo mất tích. Vào ngày 17 tháng 4, Susan Ellen Duncoy, 18 tuổi, biến mất khi đang trên đường về phòng ký túc xá sau một cuộc họp buổi tối tại trường cao đẳng Central Washington State College. Đến ngày 6 tháng 5, Roberta Kylin Park, 22 tuổi, rời khỏi ký túc xá của mình tại Đại học bang Oregon để uống cà phê với bạn bè nhưng không bao giờ đến nơi. Vào ngày 14 tháng 7, tại công viên Lake Sammamish đông đúc, Bundy đã bắt cóc hai phụ nữ trẻ ngay giữa ban ngày. Janice Tarnot, 23 tuổi, một nhân viên quản chế tại văn phòng tòa án vị thành niên quận King, và Dennis Mary Neslin, 19 tuổi, một sinh viên đang học lập trình máy tính. Bundy đã tiếp cận các nạn nhân này bằng cách giả vờ bị thương và cần sự giúp đỡ, một thủ đoạn mà hắn đã sử dụng thành công trong nhiều vụ án khác.
hắn dụ dỗ họ đến chiếc xe Volkswagen Beetle của mình, nơi mà hắn đã khống chế và bắt cóc họ. Sự biến mất bí ẩn của họ để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình và bạn bè, trong khi cảnh sát phải đối mặt với một kẻ thủ ác vô cùng xảo quyệt và tàn nhẫn. Mỗi vụ án đều mang đến những manh mối mơ hồ, những dấu vết khó lần ra, khiến cuộc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Sự tàn ác của Ted Bundy không chỉ dừng lại ở việc tước đi mạng sống của các nạn nhân. Hắn còn thể hiện sự bệnh hoạn và méo mó trong tâm hồn mình bằng cách quay trở lại hiện trường sau khi gây án và thực hiện những hành vi xâm phạm thi thể nạn nhân. Bundy thường xuyên lưu tới những nơi chôn cất hoặc vứt bỏ thi thể nạn nhân, đôi khi lái xe hàng giờ đồng hồ chỉ để ở bên cạnh họ. Hắn thậm chí còn chặt đầu một số nạn nhân và giữ đầu của họ như những kỷ vật bệnh hoạn trong căn hộ của mình. Bundy cũng thú nhận rằng hắn đã từng đốt cháy hộp sọ của một nạn nhân trong lò sưởi của bạn gái mình. Những hành động ghê tởm này không chỉ gây ra nỗi kinh hoàng tột độ mà còn khiến công tác điều tra gặp rất nhiều trở ngại bởi những dấu vết quan trọng đã bị xáo trộn và làm sai lệch. Sự tàn bạo và tinh vi của Ted Bundy khiến hắn trở thành một trong những tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hắn là một con quỷ đội lốt người, ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của một người đàn ông thành đạt và quyến rũ, khiến mọi người xung quanh không thể ngờ tới tội ác kinh hoàng mà hắn đang che giấu. Cảnh sát đã phải đối mặt với một thách thức chưa từng có khi cố gắng truy tìm và bắt giữ tên sát nhân này. Các nhà điều tra đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng máy tính để phân tích dữ liệu và tìm kiếm các mẫu trùng khớp giữa các nạn nhân và nghi phạm. Tuy nhiên, Bundy luôn đi trước một bước. Hắn ta liên tục thay đổi phương thức hoạt động và xóa sạch mọi dấu vết, khiến việc bắt giữ hắn trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh sát Seattle và các bang lân cận đã bị cuốn vào một trong những cuộc săn lùng sát nhân hàng loạt cam go và căng thẳng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ted Bundy, với vẻ ngoài bảnh bao, trí tuệ sắc sảo và khả năng thao túng tâm lý đáng kinh ngạc, đã trở thành một đối thủ đáng gờm, khiến lực lượng chức năng gặp muôn vàn khó khăn trong việc xác định và bắt giữ hắn. Trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát đã nhiều lần bị Ted Bundy qua mặt và trốn thoát một cách ngoạn mục. Hắn dường như có một giác quan thứ 6, luôn biết cách lường trước và né tránh những cái bẫy mà cảnh sát giăng ra. Sự khôn ngoan và tinh quái của hắn thể hiện qua việc thay đổi phương tiện, địa điểm và thậm chí cả ngoại hình một cách liên tục, khiến cho việc lần theo dấu vết của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Ted Bundy không chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, mà còn là một bậc thầy trong nghệ thuật trốn chạy. Hắn đã nhiều lần trốn thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát, thậm chí cả khi bị còng tay và bị nhốt trong phòng giam an ninh. Lần đầu tiên, vào ngày 7 tháng 6 năm 1977, Bundy đã yêu cầu được ra ngoài vào thư viện của tòa án ở Aspen, Colorado, nơi hắn được xét xử về tội giết người, để tìm kiếm tài liệu pháp lý. Lợi dụng lúc không có ai canh gác, hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ thư viện từ tầng 2 xuống đất, bất chấp việc bị bong gân mắt cá chân khi tiếp đất. Lần thứ hai, vào ngày 30 tháng 12 cùng năm, hắn đã cửa song sắt trên trần nhà phòng giam, chui qua trần nhà của quản ngục và trốn thoát khỏi nhà tù Garfield County ở Glenwood Springs, Colorado. Để thực hiện kế hoạch này, Bundy đã giảm 16 cân để có thể chui vừa ống thông gió, đồng thời lợi dụng sự lơ là của lính canh trong dịp lễ Giáng sinh. Sự liều lĩnh và khả năng tận dụng mọi sơ hở của hắn khiến cuộc săn lùng trở nên kéo dài và đầy thử thách. Cuộc rượt đuổi Ted Bundy không chỉ là một cuộc chiến giữa thiện và ác, mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng giữa những người thực thi pháp luật và một tên tội phạm cực kỳ thông minh và xảo quyệt. Mỗi lần Ted Bundy trốn thoát, sự sợ hãi lại lan rộng trong cộng đồng, khiến người dân hoang mang và lo lắng về sự an toàn của mình. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù Colorado, Bundy đã đến Florida, nơi hắn tiếp tục gây ra hàng loạt vụ giết người tàn bạo khác. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 1 năm 1978, Bundy đột nhập vào nhà hội nữ sinh Chi Omega tại Đại học bang Florida. Trong vòng 15 phút điên cuồng, hắn đã tấn công 4 nữ sinh viên, khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Margaret Bauman, 21 tuổi, bị đánh đập và siết cổ đến chết, trong khi Lisa Levy, 20 tuổi, bị đánh đập, xâm hại tình dục và cắn xé dã man. 2 nạn nhân khác may mắn sống sót nhưng mang theo những vết thương thể xác và tinh thần nặng nề. Không dừng lại ở đó, vào ngày 9 tháng 2 năm 1978, Bundy đã bắt cóc và sát hại Kimberly Leach, một cô gái 12 tuổi đang học tại trường trung học Lake City Junior High School. Kimberly là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Bundy và vụ án này đã gây chấn động dư luận cả nước. Bundy đã dụ dỗ Kimberly vào xe của mình rồi đưa cô bé đến một khu vực vắng vẻ, nơi hắn thực hiện hành vi đồi bại và giết hại cô bé một cách dã man.
mặc dù gặp nhiều khó khăn, lực lượng cảnh sát đã không bỏ cuộc. Họ đã huy động một lượng lớn nhân lực và vật lực, sử dụng các phương pháp điều tra hiện đại nhất, bao gồm cả việc phân tích tâm lý tội phạm và sử dụng chó nghiệp vụ để lần theo dấu vết của Bundy. Các nhân chứng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và giúp cảnh sát khoanh vùng hoạt động của hắn. Một trong những manh mối quan trọng nhất trong cuộc săn lùng Ted Bundy là chiếc xe Volkswagen Beetle của hắn. Chiếc xe này đã được nhiều nhân chứng nhìn thấy tại hiện trường các vụ án mạng, và cảnh sát đã sử dụng thông tin này để lần theo dấu vết của hắn. Vào tháng 8 năm 1975, Bundy đã bán chiếc xe của mình cho một thanh niên ở Salt Lake City. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe này và thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng bên trong, bao gồm tóc của ba nạn nhân là Melissa Smith, Karen Dardons và Karen Campbell. Kết quả phân tích tóc đã giúp cảnh sát kết nối Bundy với các vụ án ở nhiều bang khác nhau. Ngoài ra, cảnh sát còn thu thập được nhiều bằng chứng khác, bao gồm cả dấu vân tay của nạn nhân trên xe và lời khai của các nhân chứng đã nhìn thấy Bundy tại hiện trường vụ án. Tất cả những bằng chứng này đã góp phần quan trọng vào việc xác định danh tính và buộc tội Bundy. Cuộc săn lùng Ted Bundy cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng. Người dân đã cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin quan trọng giúp họ khoanh vùng và lần theo dấu vết của hắn. Một số người còn tự nguyện tham gia vào các cuộc tìm kiếm, tuần tra và cảnh giới, góp phần quan trọng vào việc bắt giữ tên sát nhân nguy hiểm này. Sau nhiều năm lần trốn và gieo rắc nỗi kinh hoàng, cuối cùng, vào ngày 15 tháng 2 năm 1978, vòng xoáy tội ác của Ted Bundy cũng đã đến hồi kết thúc. Hắn bị bắt giữ tại Pensacola, Florida. Vào khoảng 1 giờ sáng, ngày 15 tháng 2, Bundy đã bị sĩ quan cảnh sát David Lee chặn lại vì lái chiếc xe Volkswagen Beetle bị đánh cắp. Lee nhận thấy Bundy có dấu hiệu khả nghi và yêu cầu hắn dừng xe. Bundy ban đầu tuân thủ, nhưng sau đó đã cố gắng bỏ trốn bằng cách tăng tốc và chạy trốn khỏi cảnh sát. Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao đã diễn ra. Và cuối cùng, Bundy đã bị bắt giữ sau khi chiếc xe của hắn bị ép vào lề đường. Trong xe của hắn, cảnh sát tìm thấy nhiều vật chứng quan trọng, bao gồm giấy tờ tùy thân của nhiều nữ sinh, nhiều thẻ tín dụng bị đánh cắp, một chiếc TV đã bị đánh cắp, một chiếc mặt nạ, một chiếc gậy sắt và một đôi còng tay. Tất cả những vật chứng này đều liên quan đến các vụ án mạng và mất tích gần đây, và chúng đã giúp cảnh sát xác định Bundy là nghi phạm chính. Phiên tòa xét xử Ted Bundy trở thành một trong những sự kiện pháp lý gây chấn động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Dư luận và truyền thông đổ dồn sự chú ý vào từng diễn biến của phiên tòa, từ những lời khai của nhân chứng, bằng chứng vật chất cho đến thái độ và hành vi của bị cáo. Ted Bundy dù đã bị tước đi tự do và đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh và tự tin đến đáng sợ. Thậm chí, trong một động thái gây sốc, Ted Bundy đã quyết định tự bào chữa cho mình trước tòa. Hắn tận dụng kiến thức pháp luật có được khi còn là sinh viên luật và khả năng ăn nói lưu loát của mình để cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn về sự vô tội của mình. Trong một phiên tòa, Bundy đã hỏi nhân chứng Karen Dardons, người đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt của hắn. "Cô có chắc chắn người đàn ông đó là tôi không?" Với giọng điệu đầy thách thức và nghi ngờ, Dardons không nào núng trả lời một cách dứt khoát: "Tôi chắc chắn 100%. Hắn đã khéo léo khai thác các sơ hở trong quá trình điều tra, đặt nghi vấn về tính xác thực của bằng chứng và lời khai của nhân chứng. Ví dụ, khi bị thẩm vấn về chiếc xe Volkswagen Beetle trên đất nước này và hàng triệu người có mái tóc màu nâu, việc tìm thấy một sợi tóc trên xe của tôi không chứng minh được điều gì cả." Bundy còn lợi dụng phiên tòa để tạo dựng hình ảnh một người đàn ông lịch lãm và đáng mến. Hắn thường xuyên cười tươi, bắt chuyện với phóng viên và thậm chí còn cầu hôn bạn gái ngay tại tòa. "Tôi là một người đàn ông thông minh, có sức hút và biết cách làm hài lòng phụ nữ. Tôi không phải là một con quái vật như mọi người vẫn nghĩ." Những lời nói và hành động của Ted Bundy trong phiên tòa đã khiến nhiều người bối rối và hoang mang. Hắn đã sử dụng trí thông minh của mình để thao túng dư luận, gây khó khăn cho quá trình điều tra và thậm chí còn khiến một số người cảm thấy đồng cảm với hắn. Trong một lần tự bào chữa, Bundy đã khéo léo đánh lạc hướng bồi thẩm đoàn bằng cách đặt câu hỏi ngược lại: "Các vị có tin rằng một người đàn ông trẻ tuổi, có học thức, có tương lai như tôi lại có thể gây ra những tội ác kinh hoàng như này không? Các vị có chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch trên báo chí không?" Tuy nhiên, bằng chứng chống lại Bundy là không thể chối cãi. Những lời khai của các nạn nhân sống sót như Dardons hay Kathy Keller, các bằng chứng vật lý như dấu răng trên thi thể nạn nhân Lisa Levy và lời thú tội của chính Bundy trước khi bị hành quyết đã vạch trần bộ mặt thật của tên sát nhân máu lạnh này. Sau quá trình xét xử kéo dài và đầy căng thẳng, Ted Bundy bị tuyên án tử hình bằng ghế điện vào ngày 24 tháng 7 năm 1979 tại Florida
vì tội giết hại hai nữ sinh viên đại học bang Florida và một bé gái 12 tuổi. Tuy nhiên, hắn đã kháng cáo và trì hoãn việc thi hành án trong gần một thập kỷ. Trước khi bị xử tử vào năm 1989, Bundy đã thú nhận 30 vụ giết người, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Trong thời gian bị giam giữ, Bundy đã kết hôn với Carolyn Boone, người mà hắn đã gặp trong thời gian làm việc tại Bộ Dịch vụ Khẩn cấp Washington. Họ thậm chí còn có một đứa con gái tên là Rose. Ted Bundy đã trở thành một biểu tượng văn hóa đen tối, là nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách, bộ phim và chương trình truyền hình. Câu chuyện về Ted Bundy đã được chuyển thể thành nhiều bộ phim trong nhiều thập kỷ sau đó. Điều chớ trêu là hắn đã sát hại rất nhiều cô gái, nhưng lại trở thành kẻ giết người hàng loạt được nhiều cô gái mến mộ nhất tại Hoa Kỳ. Ngày 24 tháng 1 năm 1989, nhà tù bang Florida tại Rayford chứng kiến sự kết thúc của một trong những trường đen tối nhất trong lịch sử tội phạm Hoa Kỳ. Ted Bundy, kẻ sát nhân hàng loạt tàn bạo và đầy mưu mô, đã bị hành quyết trên chiếc ghế điện vào lúc 7 giờ 16 phút sáng. Cuộc đời tội ác đầy máu và nước mắt của hắn đã khép lại, nhưng những ám ảnh và nỗi kinh hoàng mà hắn để lại vẫn còn dai dẳng trong tâm trí nhiều người. Trước khi bị hành quyết, Bundy đã có những lời thú tội gây sốc trong các cuộc phỏng vấn với đặc vụ FBI Bill Hackmeyer và nhà báo Stephen Mitchell, người tiết lộ về những tội ác man dợ mà hắn đã gây ra, mô tả chi tiết cách thức hắn tiếp cận, dụ dỗ và giết hại các nạn nhân. Những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Bundy trong các cuộc phỏng vấn đã khiến người nghe phải rùng mình. Hắn không tỏ ra hối hận hay ăn năn về những tội ác mình đã gây ra, mà còn thể hiện sự tự hào và thích thú khi kể lại chúng. Sự tàn bạo và máu lạnh của Bundy đã khiến cả thế giới phải kinh hoàng và phẫn nộ. Vào đêm trước khi bị hành quyết, Bundy đã gọi điện cho mẹ mình, Lucy Bundy, để nói lời tạm biệt. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn thể hiện sự yếu đuối và tình cảm. Tuy nhiên, ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Bundy vẫn không thừa nhận hết tội ác của mình, mà chỉ thú nhận một phần nhỏ trong số đó. Cái chết của Ted Bundy đã khép lại một chương đen tối trong lịch sử tội phạm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những câu hỏi về động cơ và tâm lý của hắn vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Bundy đã trở thành một biểu tượng của sự tàn ác và man dợ, là một lời nhắc nhở về sự tồn tại của cái ác trong xã hội. Và có những sự thật ít được biết đến, như trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Bundy đã tìm đến tôn giáo và cầu nguyện. Hắn đã hiến tặng bộ não của mình cho khoa học để nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Bundy đã để lại một lượng lớn thư từ và tài liệu cá nhân cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý phức tạp và đen tối của hắn. Cái chết của Bundy đã được hàng ngàn người ăn mừng. Họ tụ tập bên ngoài nhà tù và đốt pháo hoa để ăn mừng sự kết thúc của tên sát nhân hàng loạt này. Cuộc đời và tội ác của Ted Bundy là một câu chuyện đầy kịch tính, kinh hoàng và ám ảnh, để lại những vết sẹo sâu đậm trong lịch sử tội phạm Hoa Kỳ. Hắn là một kẻ giết người hàng loạt với vẻ ngoài bảnh bao, trí tuệ sắc sảo và khả năng thao túng tâm lý đáng kinh ngạc. Hắn đã lợi dụng những ưu điểm này để tiếp cận, dụ dỗ và sát hại hàng chục phụ nữ trẻ, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn nước Mỹ trong suốt thập niên 1970. Sự tàn ác và khôn ngoan của Bundy đã khiến cho cảnh sát và dư luận phải đau đầu và sợ hãi trong suốt nhiều năm trời. Hắn đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát nhiều lần, thậm chí còn tự bào chữa cho mình trước tòa, thể hiện sự ngạo mạn và coi thường pháp luật. Bundy đã để lại đằng sau những dấu vết mờ nhạt, những bằng chứng man dợ và những câu hỏi chưa có lời giải đáp về động cơ thực sự của hắn. Tuy nhiên, công lý cuối cùng cũng được thực thi. Ted Bundy đã phải trả giá cho những tội ác kinh hoàng mà hắn đã gây ra bằng cái chết trên ghế điện. Cái chết của hắn là một sự giải thoát cho xã hội, một sự kết thúc cho nỗi ám ảnh kéo dài, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở về sự tồn tại của cái ác và sự cần thiết phải đấu tranh không ngừng để bảo vệ công lý và sự an toàn cho cộng đồng. Sự quan tâm của công chúng đối với Ted Bundy vẫn còn rất lớn và câu chuyện của hắn tiếp tục được kể lại và phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Trường hợp của Ted Bundy đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về bản chất của tội ác, vai trò của truyền thông trong việc đưa tin về tội phạm và hiệu quả của án tử hình. Những nạn nhân của Bundy và gia đình của họ đã phải chịu đựng những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Họ đã mất đi những người thân yêu một cách tàn nhẫn và không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Câu chuyện của Ted Bundy là một lời cảnh tỉnh về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giáo dục cộng đồng về các dấu hiệu cảnh báo của những kẻ săn mồi tình dục và cách tự bảo vệ mình. Trường hợp của Bundy cũng cho thấy sự cần thiết phải cải thiện hệ thống tư pháp hình sự để ngăn chặn và trừng phạt những kẻ phạm tội nghiêm trọng. Ted Bundy đã bị xử tử, nhưng những tội ác của hắn sẽ mãi mãi được ghi nhớ như một lời nhắc nhở về bóng tối của con người và sự cần thiết phải đấu tranh không ngừng để bảo vệ ánh sáng của công lý và tình yêu thương.
Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chủng Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.